Thưa quý vị, huyện Bến Lức vừa giáp với thành phố Hồ Chí Minh lại là huyện công nghiệp với số lượng doanh nghiệp, lực lượng công nhân lao động đông nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong các khu cụm công nghiệp nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa Thành Long An, ban giám đốc công ty đã đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự bằng việc tăng cường công tác bảo vệ nội bộ. Đội bảo vệ của đơn vị có 6 thành viên, thường xuyên được tập huấn và có kinh nghiệm trong công tác, đã kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự của công ty. Các tổ công nhân tự quản trong nhà xưởng cũng được lãnh đạo công ty quan tâm xây dựng và phát huy hiệu quả. Nói chung là hiện tại công ty cũng có 4 bảo vệ và kết hợp với 2 bảo vệ dịch vụ. Thì phần kết hợp để đảm bảo an ninh chặt chẽ trong công ty là rất là tốt. Ngoài ra thì cũng đội bảo vệ của công ty cùng bảo vệ của dịch vụ cũng có được sự tập huấn của công an huyện, nên như đó vận dụng trong công ty nên tình hình không có gì bất ổn. Ban giám đốc công ty cũng mời công an huyện, công an xã để mà tới công ty tổ chức cho công nhân là học tập các cái về cái tuyên truyền về luật pháp, về bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công ty, trong địa phương. Khi về đến nhà trọ ở địa phương. Với tinh thần an toàn cho công ty thì an toàn cho xã hội. Những năm qua, lãnh đạo công ty cổ phần bê tông Ly Tâm Thủ Đức luôn bám sát phương châm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững phải đi đôi với đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. Ngoài công tác tuyên truyền vận động công nhân chấp hành pháp luật, nội quy của đơn vị, công ty còn lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự. Thì vừa qua thì chỗ công an xã của địa phương có thành lập cái nhóm để mà thông tin về những cái tình hình an ninh trật tự của địa phương cũng như là triển khai một số cái biện pháp để phòng chống tội phạm. Thì có những cái thông tin về sau khi mà công an xã họ phổ biến cho đơn vị thì mình sẽ triển khai lại cho cán bộ công nhân viên. Thì cái an ninh ở đây thì của nhà lưu trú đấy là lãnh đạo giao cho cán bộ công nhân viên chủ chốt quản lý. Thì về cái vấn đề mà an toàn á, thì rất là tốt, bởi vì anh em công nhân làm với nhau thì cái ý thức nói nhau nghe và có những cái chỉ đạo hay là những cái lệnh ở trên xuống thì anh em thực hiện rất là tốt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả tích cực, giúp người lao động doanh nghiệp yên tâm sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào địa bàn.